Ánh sáng đẹp thiệt trời. Tôi đang ăn rất nhiều. Anh Hùng có việc rồi. Hello Thảo Linh nha. Ăn trúng miếng ớt rồi mọi người ơi. Chị giải đáp tên chị đi ạ. Thanh Thủy là nước xanh. Hết. Đúng rồi, thì mới đi chụp về. Xong tạt qua công ty thấy nhiều đồ ăn quá dính luôn. Tôi ăn trái cây. Mà trái trộn mọi người. Mặt mộc của chị xinh quá. Mọc dữ chưa trời. Đây là mận nha mọi người. Ai muốn coi mốc băng này vô đây nha. Xài filter đi chị, cho dễ thương đâu mình để mặt mộc chứ. Chị ghiền chị Ân rồi đúng không? Đâu ai biết chị Ân là ai đâu trời. Mà chị có dự họp báo không? Có chứ trời. Anh Thanh chồng bà Tân, ok. Anh Tân hết sưng chưa anh Thanh? Trời ơi, anh Tân mà gặp anh Thanh ngày nào sưng ngày đó. Bảy trăm chín mươi người. Hai từ miêu tả chị Thiên Ân à? Là gì ta? Sàm. Từ thứ hai người ta. Mặn. Bả lựa comment là có vợ, bả là phải đọc trước. Đâu có đâu trời. Vô tình đọc quá trời. Có gì dung kìa. Không, bạn nào đó có kêu là có gì dung kìa. À, xin chào chị Dung. Trời ơi. Trời ơi, khớp quá nè. Hello chị Dung nha, chị đã ăn tối chưa? Mà em ăn trái cây nha, em không ăn bậy bạ đồ nhiều calo chất béo đâu nha. Em cũng có tinh thần giảm cân mà. Mai tôi gặp bé Đậu nè mọi người ơi. Chúc em thi tốt nha Thảo Linh.
đừng đọc comment của em nha, ok. Hello quý anh. Linh top like toàn thấy ăn giò heo. Ôi sao chị biết tên em, trời ơi. Tên em đập vào mắt chị rất là nhiều lần. Đập vào mắt chị chứ. Chị nói tiếng Đà Nẵng đi. Chị đang nói tiếng Đà Nẵng mà. Chị rứa. Chị rứa hỉ. Chị tuổi 2K2 nhưng nó họ mà bè học xinh đẹp, trời đất ơi. Chị thích Lisa Blackpink nha. Ờ. Mém tí rớt đồ ăn rồi. Chị quay thẳng đi, chị em muốn ngắm sự xinh đẹp này. Ủa, chị thẳng là phải cho chị cúi xuống đọc bình luận đấy mọi người. Chị một mút băng cùng Thanh Thủy. Hôm trước xin chữ ký mà chị trợn mắt nhìn em. Trời đất ơi, làm chị có trời. Chị nghĩ đọc comment đi, thứ em cần là nụ cười của chị. Tưởng ta thính là tôi dính rồi trời. Không có đâu. Hết té trộn rồi. Rồi bà lấy quà chưa dạ? Lấy rồi nha, mà tôi chưa inbox. Tí về tôi inbox. Mai có vợ tôi chứ sao không có trời. Chậu giá anh chụp hình hả? Chậu giá. Cái gì đây trời. Ờ. Chỉ cách giúp răng phát sáng đi à. Sẽ áp. Mày có tất cả các anh của Thanh Thủy nha. À, ăn tốn miếng ớt nữa rồi. Trịnh Linh có ăn nhiều không chị? Trịnh Linh ăn giống chị. Cay quá, cay quá. Chết là chết là chết. Chị có sữa mũi không? Từ tôi ăn miếng đó trời.
Đúng rồi, con là chị Nga. Rất nhiều từ mấy hôm nay rồi luôn á. Ai cũng hỏi chị từ bạn bè, người quen, cho tới fan là cộng đồng mạng. Thật ta chắc là cũng phải một lần chị phải trả lời về vấn đề này. Tại vì nếu mà không trả lời thì mọi người hỏi hết lần này tới lần khác. Thực ra thì khi mà đăng quang xong ấy thì chị cũng có rất là nhiều sự đắn đo về việc là mình cải thiện mọi thứ, mọi mặt của bản thân, từ kỹ năng rồi học tập rồi tất cả mọi thứ để mình đều muốn mình tốt hơn á. Cho nên thì thú thật thì chị cũng đã có can thiệp thẩm mỹ ở mũi và vòng một. Đây là lần đầu tiên Thủy xác nhận việc này, chắc là mọi người cũng rất là bất ngờ. Nhưng mà Thủy nghĩ là mình muốn cải thiện hơn cái ngoại hình của mình cũng như là tất cả mọi mặt để hoàn thiện bản thân, để giúp bản thân ngày một tốt hơn, thì đó cũng là một điều đáng để chị ta. Đó là cũng là một điều tốt mà. Điều này Thủy rất là đắn đo khi mà nghĩ về việc có nên trả lời mọi người hay không. Nhưng mà suy nghĩ một sự thừa nhận của mình cũng không có gì là xấu cả. Vì thời này thì mọi người cũng đã cởi mở hơn với việc phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều người cũng khen là Thủy đẹp hơn, rồi Thủy có khí chất hơn. Hoặc là nói chung là dạo gần đây Thủy nhận rất là nhiều lời khen, bên cạnh việc là những câu hỏi mà Thủy có phẫu thuật hay không. Cho nên Thủy cảm thấy đó là một tín hiệu rất là tốt sau khi mình phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng mà đó chỉ là một vấn đề ngoại hình thôi. Còn bên cạnh đó Thủy cũng trau dồi rất nhiều, từ kỹ năng rồi vóc dáng rồi học vấn, chứ không phải là chỉ tập trung vào việc là cải thiện ngoại hình của mình. Đẹp không thật? Cảm ơn mọi người. Nói chung là giờ đây Thủy rất là đọc rất là nhiều việc mọi người tranh cãi là Thủy có phẫu thuật hay không. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Thủy xác nhận. Mọi người có thấy hài lòng với câu trả lời của Thủy không? Đẹp hơn là được chị ơi. Love you. Chị thẩm mỹ ở đâu ạ? Chị thẩm mỹ ở bệnh viện thẩm mỹ Thu Cúc nha mọi người. Đó là cũng là nơi mà Thủy làm đại sứ. Nhưng mà trong tự nhiên lúc mọi người vài ngày nữa nó gom lại thì tôi nghĩ sẽ tự nhiên hơn đó. Không khóc nha, đâu khóc đâu trời. Tôi vui gần chết, mọi người rất là welcome và cởi mở việc đó nên thấy rất là vui. Làm xong sang xỉu em ơi. Rồi, vẫn giữ được đường nét vốn có. Em cảm ơn chị. Nhưng mà chắc chắn là Thủy sẽ không lạm dụng việc phẫu thuật thẩm mỹ nha. Thủy chỉ sửa những cái mà mình còn thiếu sót để có thể hoàn thiện hơn thôi. Thủy rất là thích muốn cái sự tự nhiên, cho nên khi mà chỉnh sửa thành công ấy, trộm biết. Trời, thừa nhận xong mọi người xem like nhiều quá nè. Đầu có 700 mấy à. Sửa thông được đi thi quốc tế không? Tất nhiên là được rồi. Chẳng nói đùa. Thế là từ thế giới cho đến đó, lúc mình thì mọi người cũng đã cởi mở hơn việc đó rồi. Đâu hỏi đâu có một cái có sự đó cấm cản đâu. Kể cả bố mẹ Thủy cũng rất là ủng hộ việc Thủy phẫu thuật thẩm mỹ.
Đến Trà Vinh đi chị, chắc chị sẽ đến trong tương lai đó. Chị là mày là sao? Chị đâu là mày đâu. Bạn đang xài son màu gì vậy? Màu hồng, màu gì đó, màu hồng san hô thì phải. Không, mắt tôi make up mọi người, không khóc. Tôi không có khóc. Chị có nhớ Lai Châu không? Nhớ xỉu. Các bạn Lai Châu rất là dễ thương nha trời. Xin chữ ký mà. Em có thể xin chị chữ ký được không? Em có thể chụp hình với chị được không? Rất là dễ thương. Chị chăm sóc da ở đâu vậy? À. Hình như Thủy làm full combo. Đùa thôi, Thủy chăm sóc da ở bệnh viện Thẩm mỹ Thu Cúc luôn nha. Tại vì có mỗi tuần thì đều đến nó một lần. Make up nhiều da rất là bí nên phải đi spa. Chị có nhớ thêm ông không? Người ta đã cố tình quên, đừng nhắc nữa trời. Vợ tôi mà. Về Đà Nẵng chơi không bà? Tối mai chị về Đà Nẵng nha. Tối mai về Đà Nẵng. Nhưng mà sáng mốt đi liền không? Ngày mốt đi liền. Chị thi đại học môn văn được bao nhiêu điểm vậy? 8.5. Dạo này chỉ có tăng cân hơn. Mọi người đừng ai hỏi câu này nha. Mua chị hả? Không. Mọi người cũng hay hỏi Thủy là mua chị hả? Nhưng mà đâu phải đâu. Đây là mua bằng sổ tay. Với lại chỗ này là silicone. Trông tự nhiên đúng không mọi người? Thủy đợi cho nó gom thêm đây. Gốc chết của tôi nó hết chết rồi. Đẹp áp bà ơi, cảm ơn bà. Mai em thi toán, chúc em may mắn nha. Chị ở ngoài thân thiện lắm luôn. Cảm ơn em. Sao không học ở đại học ngoại ngữ hả? Đâu, Thủy vẫn học ở đại học ngoại ngữ mà. Hiện tại Thủy học hai trường cùng một lúc, đó là đại học ngoại ngữ Đà Nẵng. Thủy tiếp tục học thôi, với lại học ở Greenwich, Sài Gòn. Mặc dù nó rất là, tôi nghĩ là sắp tới sẽ rất là bận rộn với việc học, nhưng mà phải làm được thôi. Thank you. Vòng hoa. Chị thấy Lai Châu thế nào ạ? Cảnh rất đẹp nha. Tôi check in rất là nhiều. Chị điện thoại thấp hơn không? Nhớ chắc do chị cúi xuống rồi.
Hello, em xem góc nhìn. Không, không biết nãy giờ có ai cáp cho tôi một tấm ảnh nào đẹp đẹp không trời. Không một góc chết. Thôi nói lên nịnh tôi. Đừng có nịnh tôi. Chị đến Huế chưa ạ? À? Huế gần Đà Nẵng mà. Chị hãy đến Huế, lăng cô ăn hải sản. Chị ăn cái cơ. Múc băng. Cảm ơn hoa hồng của các bạn nhân. Từ nãy đến giờ em chụp toàn nhìn chị, không sao, chị đâu còn ngất chết đâu. Đùa. Hôm qua chị ăn chay ở sân bay. Sao em biết? Chị ăn với lại Á hậu Ngọc Hằng đó mọi người. Chứng đồ ăn chay. Mình ăn dữ quá ta. Có ai cảm thấy mình ăn dữ quá mọi người. Rồi. Ở Green chị học ngành gì vậy? Chị học ngành quản trị kinh doanh nhưng... Đôi em miếu này em muốn ăn. Mời. Nghe một bên mặt đẹp. Không có tôi nha hai bên nha trời. Chưa kịp ăn thì bỏ vô họng rồi. Xin lỗi, cho khác. Sáng dày. Em uống tàu đi chị. Chắc là sẽ đến đó trời. Chị sẽ đi tất cả mọi nơi chị chưa từng được đặt chân tới. Vũng Tàu là thành phố biển đúng không ta? Vũng Tàu có giống Đà Nẵng không ta? Chết rồi. Mình nhai có bị thua lỗ không mọi người? Coi cáp màn hình cho trời. Về Bến Tre đi chị. Chị thích ăn dừa nha trời. Uống nước dừa nữa. Hòa Bắc hả? Hòa Bắc hình như chị từng đi rồi. Chụp ảnh đẹp.
Sao lại có cái gì hả? Trời ơi, sao người xem tục rồi trời. Không ai muốn giao lưu với tôi hết trời. Chị biết Sơn Trà không chị? Chị hay đi đèo Sơn Trà lắm nha. Đi lên đó chơi với khỉ á mọi người. Wow, trong đây cũng có nhiều bạn ở nhiều tỉnh khác nhau quá ha trời. Về Bến Tre em dẫn chị đi hái dừa, ok. Nhớ nha trời. Còn gửi anh Há. Lâu rồi chị quên gặp anh Há luôn á. Ôi chị quên. Quên anh Há luôn á. Anh Há ở xa chị quá. Mà sắp tới chị sẽ đi chung với anh Há Hà Nội. Mọi người rất chờ nhé. Hạ Long chưa được đi luôn á trời. Em là nãy chung quê với chị ớt. Ai cho tôi quà xinh quá nè. Nhớ em là ai không? Ok, em là Tú Hình đến từ Đà Nẵng. Ước gì mình tắt like xong sẽ có những tấm ảnh đẹp được up story và tag mình vào để mình gửi up. Chuyện tóc mía lắm đó trời. Bà tự mắc hai mắt mắt cho lắm mấy cốc này lúc nãy nó keo lì tới trâu lắm nhưng mà tôi gỡ bớt mi ra rồi cho nó nhẹ cái mắt tôi ăn cho dễ cho nên nó đang không có được mấy lắm. Ok mai gặp. Suệ nhai nghe thèm ăn hết rồi mọi người, ăn hết gì đó trễ rồi. Càng ngày càng xinh. Thank you. Ai đã gửi cái mic cho tôi vậy trời. Tại nhớ hả? Đây làm này misting nha trời, không được. Làm gì cũng misting hết trơn. Mặt với giọng họ nói không liên quan luôn á. Là cái nào trưởng thành hơn? ASMR. Nãy giờ chị đang làm gì đó.
Ôi là một người nên mọi người tặng cho nhiều quà quá hè. Người Tây Ninh nhớ tặng cơm muối tôm nha trời. Thiên Ân coi like chị kìa. Hello vợ yêu. Hay tặng tôi ly trà sữa đi trời. Đọc comment không kịp. Trong mận có ông. Trong mận vì trong mận có ông đó mọi người. Xàm chữ. Phải Kiên Giang trộn xoài. Chị ăn trái cây ngon quá chị. Đúng rồi, em ăn không? Cái món ăn hay cưng. Trời ơi, tôi thấy có cái tiềm năng phát triển kênh YouTube múc ăn quá trời. Nghe Thiên Ân vô cười tươi. Đó nào. Mũi tên út hận. Nghe nói chị cua không được cung cấp nên mới cua. Không có trời. Cua vậy thôi, dính ai dính à. Không biết hình học không gian hả? Phải học thôi em, chị cũng ghét. Hồi xưa tôi em tôi học toán rất là dễ nha mọi người. Nhưng mà đi thi tôi luyện đề nhiều quá, cho nên kết quả điểm toán cao hơn điểm văn. Oh my god. Hôm nay là mọi người chăm chỉ là được. Không có gì khó cả. Thôi không có vào bài nữa, trời bãi hằng thức gì ở đây. Ngân lâu rồi. Ngân coi like chị mà chị không thấy. Ngân ngồi. Có năm đó chị thi 9 phép. 9 phép đó. Thiên Ân ao rồi hả? Vợ chồng mình nhạt nhẽo vậy trời. Ít bạn. Thank you. Jaden. CuH2SO4 là CuSO3 cộng SO2 cộng H2O đúng không? Không có một thôi nha mọi người. Số điện động cảm ứng là gì? Tra tấn quá. Hỏi văn tôi còn nhớ. Như sao hỏi hóa trời.
đừng bao giờ hoài tự nhiên với tôi nha mọi người. Lê Châu nhớ Thanh Thanh quá. Tôi dịu dàng em kêu tôi anh Thanh hết trơn. Mai chỉ có live không? Tùy tâm trạng. Chị có giỏi hóa không? Không. Kem đi chị. Hả? Nói giọng Đà Nẵng, trời ơi. Em thấy giọng Đà Nẵng mà. Oxy hóa trị 2. Đó tới rồi, đó tới rồi đó. Chị giỏi tiếng không? Không có trời. Chị ở chung nhà với chị Bảo Ngọc. Với anh Khủng Long nha mọi người. Ghét môn gì nhất? Không ghét môn gì hết trời. Tại vì mình ghét môn gì mình khống chế môn đó. Nên có chịu học đâu. Nín thở livestream làm ơn đi trời. Tôi mới phải ăn no. Chuẩn bị có video múc măng cùng Thanh Thủy. Không đấy. Ai tặng cái gì mà to quá này. Oh my god. Linda real. Nhí mắt em. Sao Kim Xuyến là vợ? Tại vì Kim Xuyến gọi tôi là chồng. Chị làm mũi ở đâu ạ? À? Chị làm mũi ở bệnh viện thẩm mỹ Tô Cúc. Ở trên đường Điện Biên Phủ, nếu mà ở Sài Gòn. Số 5. Tại vì đó là số vô danh chị đi thi. Thiếu phẫu hả? Không. Chị làm mũi với vòng 1 chung một lần. Nên rất là khỏe. Nghỉ dưỡng cũng rất là nhanh nữa. Hồi phục nhanh lắm. Làm có đau không chị ơi? Có đau sương sương sau khi tỉnh dậy. Nhưng mà nó hết rất là nhanh. Lúc tỉnh dậy nghĩ là ôi trời, mình sắp đẹp rồi. Không nghĩ tới chuyện đau luôn. Sao năm là số áo bóng đá của em. Em tưởng chị thích số 7. Thích cả số 7 luôn trời. Tại vì đó là tháng sinh của tôi. Cũng rất là xinh. Thank you. Tạo giá hả?
Một chiếc 75 nghìn nụ cười của chị đẹp như ngày giải phóng. Wow. Một chiếc 75 số đẹp nhỏ. Chị cũng cười giái nè. Đúng rồi, con nước đó mọi người. Nhưng mà tôi thích người con lửa. Ví dụ như ai đó. Ai đó thì mọi người biết rồi đó. Tại vì có 75 nên đẹp. Đúng rồi. Trời ơi. Mọi người cung nữa là vợ tôi. Và học xong ngành phải sắp xếp thời gian như thế nào? Chắc là sáng học ở Đà Nẵng, chiều bay ra Sài Gòn mọi người. Thầy cô cũng hỗ trợ tôi. Trời. Bạch Dương cung lửa, đúng rồi nha, Bạch Dương sư tử. Thầy cô cùng là gì trời? Ai nhớ dùng thuê Bạch Dương sư tử, tôi nhớ hai cái à. Hàng tiếng ha, đâu có đâu, chắc là ăn nhiều á. Nhưng mà wow, bài ngắm trăng hả? Ngắm trăng của Hồ Chí Minh đúng không ta? Bác Hồ. Ngắm trăng. Trăng lòng cố thủ uống lòng hoa. Không, đúng rồi. Chị thích cung gì nhất? Chị thích cung sư tử nhất. Mặc dù nó khác tôi á. Info. Em sẽ ánh nắng như hôm đó là bắt gặp nụ cười của chị. Lại nữa cạo vàng. Cạo vàng có bán đồ hàng không? Giảm cỡ chưa chị? Đang giảm cân. Sawadika. 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 Nhớ rừng. Nhớ rừng của ai ta? Sawadika. Tố hữu. Đúng rồi, nên nghĩ là tốt hữu rồi đó. Nhưng mà sợ sai. Nên hỏi mọi người, người trả lời tôi xác nhận thôi. Thế lửa hả? Cái gì vậy? Học bài xem thanh. Đi học bài đi trời. Chị đẹp như em. Mũi của chị còn bị đau không? Không. Bây giờ chị bình thường tất cả mọi thứ. Vừa học vừa xem dễ nhớ bài hơn hẳn. Thôi đừng có ôn bài với tôi nữa nha mọi người. Tức. Vừa học vừa coi live. Học bài đi trời. Tốt. Tú là thế nào? Nhờ câu nói của chị mà em được điểm cao nhất khối. Là do nhờ em với sinh nhật chị.
quá giỏi. Nói tiếng Đà Nẵng, tôi đang nói tiếng Đà Nẵng mà trời. Thế nhiều tu hình. Đà Nẵng có đặc sản gì? Bánh tráng, cuốn thịt heo, tré, chả bò, bánh đập. Gì ta? Ai thử hết đó chứ? Chè. Chị có cách tăng chiều cao không? Tập thể dục thể thao nha mọi người. Tập gym cũng tăng được. Tập bơi cũng được tốt. Bóng chuyền. Tôi tập cũng tập bơi để tăng chiều cao mà mọi người. Mèo 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 mèo. Yêu em Jaden. Phờ. Đánh cầu lông em. Nữa. Nhớ em không? Nhớ chứ. Quế anh. Làm con lăng. Tại sao lại làm con lăng quăng? Làm nửa trái tim. Lúc tôi làm thẩm mỹ thì gia đình tôi cũng rất là ủng hộ, tôn trọng những quyết định riêng của tôi á, cho nên là mẹ tôi còn khen đẹp nữa kia, còn khen là mặt con sắc sảo hơn, đẹp hơn, mặc đồ đẹp hơn. Ví dụ như làm bằng màu xong mình sẽ mặc những cái váy dạ hội lên phong rất là đẹp, tôi thích cái điều đó. Nhiều ý kiến nọ kia về em làm thẩm mỹ có bị đau đầu áp lực nhiều không em ui? Dạ à, em không có áp lực lắm, tại vì em những ý kiến trái chiều thì luôn luôn có, mọi nhất cử nhất động của em, cho nên là việc em phẫu thuật thì em nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ thú nhận, tại vì đó là một cái sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của bản thân em, cho nên việc thú nhận điều đó hoặc là việc xác nhận điều đó cũng là một việc tốt, mà cũng có thể thay đổi mindset của nhiều người. Ví dụ như họ một ai đó muốn phẫu thuật thẩm mỹ để có thể thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi ngoại hình để có thể tự tin hơn, nhưng mà họ cũng sợ điều tiếng, họ cũng sợ cái quá trình làm rủi ro này kia. Nhưng mà khi Thủy là người trải nghiệm và chia sẻ lại và họ chọn được một nơi uy tín để làm thì đó là một điều tốt. Thủy cũng có thể giúp mọi người việc đó mà. Nhìn má muốn béo. Trời, đây là bánh bao tự nhiên của tôi nha mọi người. Chị không ngắm bò nữa à. Để khi nào tôi về lại Đông Giang tôi ngắm cho mọi người xem. Chị chia em cái bánh bao bớt đi.
Không chia đâu trời. Tôi thích bánh bao của tôi. Chị sửa mũi bao lâu là ổn định như giờ? Chị sửa mũi được tầm 5 ngày là chị đã cảm thấy bình thường á, có thể thắp nẹp rồi, đi lịch trình công việc một cách bình thường rồi á. Chỉ là lúc đó nó chưa có gom được như bây giờ, nhưng mà chỉ sau 5 ngày thôi mọi người cũng cũng tranh cãi là thì cũng không vô tâm ý đâu, tại vì thời gian rất là ngắn sao mà làm được, mà thực sự nó rất là nhanh. Chị ăn dừa tiếng lóng thông đọc nhau đau đầu lắm trời. Thổ của mình thanh đông quá. Trời ơi. Makeup cũng xinh xẻo. Cái này tôi được makeup chứ không phải tôi tự makeup đâu nha mọi người. Bên nào tôi tự makeup tôi sẽ làm clip cho mọi người xem. Ai sắp thi chúc mọi người thi tốt nha. Làm cách nào để cải thiện vốn từ ngữ văn? Đó là đọc sách nhiều lên trời. À xem gì đó, series gì đó. Học sách của chị Thiên Ân kìa. Ừ. Và cải thiện vốn từ. Lương anh Thư nhớ em chứ sao không? Sao chị thở tóc? Xin lỗi. Trời ơi. Thôi tôi đã mỏi miệng rồi, đồ ăn cũng đã hết. Thế bạn người, tôi về đây chứ không công ty là đóng nhốt tôi ở đây luôn, tôi không về được mọi người ơi. Bye bye. Hẹn gặp lại lần sau. Ai cắt? Cái gì cắt nha trời? Bye. Đừng chị không. Bye bye. Phải bye bye thôi. Re-up story em. Đẹp sẽ re-up nha trời. Anh gì mong re-up nè. Bye.